vô thăm nhà Thúy Nga. Bữa đem vô này không gặp bà nhớ bà. Alo. Alo, alo. Alo. Chào chú. Mùa Giáng sinh xưa, anh hẹn anh sẽ về. Ngày đó Noel, đêm hội sao trần thế. Em có nhớ không em? Anh mặc màu áo xanh. Đây rồi chứ ba này. Tôi nhớ. Nè mẹ nghe nè lên. Chào bác. Quang lên nè mẹ. Nè Quang lên. Bác khỏe không? Mới qua hả? Để bác đi răng dạo. Em thôi. Không có trang điểm hả? Không có. Mẹ phải đeo răng. Ok. Mẹ phải đeo răng mẹ mới tự tin mẹ nói kéo chuyện. Kéo tôi theo nè. Mẹ đi kéo tôi nè bà Nga. Thôi đó kéo mẹ kéo đi đó. Mẹ mà không có răng mẹ không tự tin nói chuyện với cộng đồng và xã hội. Nhanh em gọn nhanh lên. Biết quý gì vậy? Nhanh em làm gì em ổn hơn hay vậy? Chứ ổn chứ. Có ổn không mà sao nó ổn thiệt đó nha. Ổn thiệt này nhìn này cái bụng nặng thấy luôn. Ồ hay vậy nè. Không cũng còn thấy chút chút. Nhưng mà ổn nhiều rồi. Ổn nhiều. Thiệt là ổn nhiều. Hồi trước làm vậy nè. Mà thiệt là ổn nhiều. Đúng không? Hôm nay thêm nhiêu ký này vậy? Được ổn để tôi đi nhận với đi hàng chứ bà. Nhưng mà cuối cùng là tình hình là ổn định với anh nhiêu ký này vậy? Thì tổng chắc cũng cỡ 13, 14 ký á. Vậy hả? Được quá vậy. Đây Quang Lê nè, Quang Lê nè má. Đây má của Thúy Nga danh hài. Đẹp trai mà hát hay lắm. Má Nga đã đeo trang điểm hàm răng rồi. Ủa bà là người Bắc hả? Bà người Nghệ An. Nghệ An mà nói giọng giống giọng Bắc vậy đó. Bà người Trung tụ lê ôi nó nhăn quá lê. Không có được đẹp đẹp đó. Được. Mùi đi chứ nhăn không. Nha, đây. Đây hôm nay con hát gì hôm nay hát giờ má có muốn răng mà nghe không? Để đây đây nghe. Má ra má ngồi má nghe đi, má live stream đi. Má trai lo cho. Trai lo cho. Anh Lê à. Em chờ anh mỏi mòn em ngủ tạm giấc rồi. Một lần live stream mà chuẩn bị còn hơn chuẩn bị đi lên sân khấu quay chương trình nữa tới trời. Live stream cũng phải chuẩn bị chứ. Thì đó. Nghe mặt mình hay là Lê phía mặt? Không. Lê mặt cho nghe chứ nghe sao nghe nhưng mặt. Nhưng mà Lê có gần mặt đâu nhận không? Có chứ, Lê phải mặt kìa chứ. Dạ, live giờ này tao mới coi đâu. Lê đó má, ở xa lắm, chạy lên đây hơi xa. Lên chờ chút. Ở không cho đi. Đâu có Lê độc thân má chưa vợ. Lê không ai cưới ở ngoài con. Dạ đúng rồi. Anh à, bưởi là bí quyết làm cho chúng ta sẽ ốm và giảm cân nó nhanh lên. Nhà này Nga là trở thành là bà trùm trái cây rồi đó. Nghe người nói là Nga khai trương cái tiệm nè, chuẩn bị hả? Sắp làm cái... Khi nào khai trương tôi đến dự. Nga đâu có làm tiệm đâu, Nga làm cái... Quê hao được rồi. Trời ơi, giờ này bụng gọn quá à. Ôm có một vòng tay chứ mấy. Ngày xưa phải ôm hai vòng tay luôn. Vậy được á, từ giờ tôi đẹp trai đó bà ơi. Ồ đẹp rồi, giờ này đẹp thiệt. Ủa Lê. Lê cột ra phía trước phải không? Còn bên hông không? Không, cái đai của Lê đâu. Không kẹp. Thì như cái loại này nó có một cái đai này thôi đó. Nổ. Không, nếu mà này. nếu mà có một cái đai thì lê phải cột ra phía trước nha. Đó. Phải cột chứ. Đây có yến cho Lê không? Em đang chưng yến cho anh đem Lê rồi. Yến xịn nha. Em mà không chưng yến xịn em chưng cái yến giống gì nè. Được cái yến táo này. Táo tàu nè, sâm nè, ăn sâm cho nó dâm nha. Có yến sợi sợi này ngon nè, được nè, chịu nè. Ôi em làm. Em dùng cả tuổi thanh xuân để em chỉ chưng yến cho Quang Lê ăn thôi đó. Được, chịu. Nè, bánh bột lọc. Trời ơi, ngon quá. Cái món mà anh đam mê đó Lê đó. Anh nhìn đi. Trời ơi, má của Quang Lê là rất là mê cái món bánh lọc của Nga. Bây giờ đó, chỉ đợi mẹ khỏe mạnh là Nga sẽ xuống Nga hầu mẹ. Đó. Thương mẹ quá à, thương mẹ lắm luôn. Nay nghe tin mẹ mà vui trong lòng gì đâu. Má tôi là mê cái món bánh của Nga lắm á. Phải không? Đây, má có sức cố sức khỏe nhưng mà từ từ má sức khỏe không sao đâu. Không, Lê tin đi. Mình ở hiền gặp lành. Trời sẽ cho mình phép nhiệm màu.
Lê Tinh đi, mẹ sẽ khỏe mà. Thôi bây giờ làm sao cho tôi lấy ra đây nè. Nóng quá, coi cẩn thận. Thì bỏ vậy nè. Lấy cái đũa, nóng nóng đó, bà lấy cái đũa để bên này bà cầm đỡ này, nóng không? Rồi bà gan quá. Ôi, thấy chú Nga giỏi không? Trời ơi, nó nóng lắm rồi. Ôi, chỉ có con đàn ông mới làm vậy thôi chứ, đàn bà nào mà làm được như tôi. Má Nga nó vui lắm, qua đây dọn dẹp cho Nga quá trời luôn. Có má vui mà. Dọn dẹp banh cái nhà luôn. Má ăn yến xong má khỏe quá, má dọn banh cái nhà ra luôn. Đây quý vị ơi, quý vị nhớ nha, là chuẩn bị là Quang Lê và Thúy Nga đi Nhật Bản. Đi Nhật Bản và Hàn. Bây giờ là tôi chơi hết mình luôn. Tôi cho bà ở là 11 đêm 12 ngày đó. Phải không? Yeah. Ôi, mọi người ơi, mọi người nhớ đi nha. Kỳ này là tụi Nga chơi lớn luôn á. Đó. Là mà chơi ăn chơi bung nóc luôn đó. Bung nóc luôn mà. Ngưng buôn bán đi chơi luôn. Mà không có đi với ai mà vui bằng đi với Thúy Nga, với Quang Lê, với có Như đúng Quỳnh rồi, nữa. Đi với Như Quỳnh, Quang Lê, Như Quỳnh đi múa, Thúy Nga thì làm trò, Lê thì hát. Đó, chị yeah. Quỳnh cũng hát nữa nha mọi người. Ủa, Nga biết là lần trước là mình giới thiệu cái du thuyền, nhưng mà sau này á, vì cái lịch trình là nó người ta khán giả là muốn đi đất liền để mà khám phá trọn vẹn cái đất liền á. Thì đó, bởi vậy nghe đấy. Nó là khám phá trọn vẹn cái đất liền, cái là hả? Nga thích hơn nha Lê. Vậy hả? Ủa hôm Lê nói Lê đi tàu nghe nghe không mặn mà vậy lắm luôn thiệt. Là trong lòng nó giống như là nửa muốn đi, nửa muốn không. Nó trời đi lên tàu làm gì trời, cứ ngồi trên tàu ngó trời ngó biển mà đi lên đinh như vậy. Lê tưởng tượng đi rất là mệt. Nên là cái Lê mà chuyến đổi qua mà mình đi ấy là Lê rất là thông minh đó. Đi đất liền mà cho đi hai nước luôn. Đúng rồi. Có. Đi Nhật Hàn luôn. Cái gì ghê vậy? Nhật 7 ngày, 7 đêm, Hàn 4 đêm. Trời thiệt anh Lê. Nói chung là tôi cho bà về hai xứ mơ mộng. Trời anh châu gì ai châu lại anh trầu anh Lê ông trầu mà... ông em vui quá anh Lê ông. Mà tôi có Như Quỳnh Thúy Nga nữa. Trầu ông Như Quỳnh Thúy Nga giống như là Thúy Kiều Thúy Dâu gì đó. Kẻ sắc nước người hương trời. Ôi anh cầm này ra giùm em. Tôi anh. Sẽ làm một cái gala dinner tại Hàn Quốc. Phải không? Đêm đó là có Thúy Nga với Quang Lê với Như Quỳnh. Trời chết cha, chơi gì rồi ai chơi lại Lê. Chưa kể tôi còn mời đánh đàn guitar với bao lên từ Việt Nam qua đánh luôn. Okay, chơi một đêm gala cho xứng đáng. Rồi anh đầu tư quá rồi ai chơi lại anh Lê. Không, mình chỉ là trong nhóm mình mấy chục người xem thôi. Anh chơi vậy rồi tôi vui nha. Em bên... vui nha Lê. Đấy. Em ăn yến lại, em phải lấy cái muỗng cho bá anh ăn cho cái vừa cái bụng anh hiểu không? Đây cái bánh lọc này của Nga là ai cũng mê nè. Trời ơi, cái món này thiệt á. Có trái ớt cay không? Có trái ớt cay không? À có, để Nga làm cho Lê liền. Ngày xưa là những bài nhạc vàng thì phần đông là điệu bolero. Mấy bác nhạc sĩ ngày xưa lấy cái điệu bolero sáng tác nhạc vàng thì là một cái điệu rất nổi tiếng của Cuba với là Mexico. Thì bây giờ trong hai nước đó đã được UNESCO công nhận bolero là coi như là giai điệu coi như là phi vật thể của nhân loại đó. Hay. Cái văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hay quá. Giống như cải lương cũng được công nhận đó. Thì đó, cải lương là phải công nhận rồi. Đó, những cái bộ môn mà không phải có vật thể nhưng mà là văn hóa nó là trở thành là kinh điển đó. Nên là mặc dù là bolero của Mexico với là Cuba không liên quan tới bolero Việt Nam mấy, nhưng mà cứ có bolero là mình thấy có liên quan. Là vui rồi. Bây giờ mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Chiều Sơn Ga với thể điệu bolero. Yeah. Vừa được UNESCO công nhận, đó là phi vật thể của nhân loại. Wow. Bộ môn văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ok. Hay quá ha. Nghe cái tên dễ thương. Nicely. Ôi trời, trời sao nước. Ôi trời. Cái vũ sữa này nước phi luôn. Sữa nhiều quá, chịu không nổi. Trời, uống quá Nga. Ngon thì. Hai anh Quang Lê kìa, quá trời người. Trời ơi, cái sữa nước mà nó chảy giống như là phụ nữ mà mới sanh con mà dư sữa vậy. Khách ôi trời. Gọi kìa. Trời ơi. Ủa chị Như Quỳnh gọi kìa. Chị Như Quỳnh chỉ gọi. Chị Như Quỳnh làm cái live show. Ủa live show gì? Hai chị Như, em đây. Em diễn rồi. Em đã nhận lời rồi.
À, anh cần lên chợ gửi cái passport đúng không? Dạ được, được. Đang livestream với Thúy Nga đây nè. Chị Như ơi. Nè, đang livestream này, chị Như chào Thúy Nga đang livestream trên sóng em nha. Em mở speaker được không chị Như? Alo. Chị Như yêu của em. Nè, chị Như ơi, Như chia sẻ luôn đi, Như sắp có live show bây giờ. 1.500 người đang xem livestream, chị Như chia sẻ đi. Chị Như ơi. Ôi trời. Chị Như. Chị Như đây. Chị đang ở Việt Nam hay ở Mỹ vậy? Chị đang ở Nhật. Ủa, không ăn đâu, không ăn nhập gì hết trơn. Ủa, đi mà liên đi qua Nhật chuẩn bị tour Nhật của Quang Lê đó. Ủa gì mà đi lẹ vậy? Mới quay lại show Thúy Nga xong chị đi liền vậy đó hả? Ờ, chị xong đó, chị đi qua Nhật rồi. Chị ơi. Chị gửi lời chào đến mọi người đó nha. Trời ơi, thank you chị đây nè mọi người. Ơi chị Như, bây giờ chị có đang đẹp không? Để em free time em coi gương mặt của chị. Không được. Không chị được. Chị rất là không có anh em make up cho nên nhìn không được chỉnh chu. Em biết mà, khi mà em gọi như gì thì em cũng phải hỏi là chị đã đẹp chưa. Nếu chị chưa ổn định lắm thì là chị đừng nên phay tham nhé. Vậy em nghe đồn là từ này đi Nhật có chị nè, Quang Lê mời chị đi cái tour đi Nhật có em có chị rồi nè, vui quá à. Rất là vui, chị hẹn là gặp mọi người trong cái show của Quang Lê tại Nhật á. Vào tháng 3 tháng Lê. Trời ơi. Chị ơi, chị nhớ hát cái bài mà, cái bài gì ta? Mà... Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mùa xuân sang có hoa anh đào nha chị. Rồi nửa vầng trăng đơn côi, đơn côi đó chị. Em sẽ múa phụ họa cho chị. Không có vũ đoàn đen của Thúy Nga Paris by Night thì em múa Quang Lê nhảy. Trời ơi, xỉu luôn vậy đó. Mọi người ơi, nếu mà cảm thấy mà giờ Thúy Nga chưa bộc lộ hết tài năng hãy đến trong cái show Nhật gì này nha. Để mọi người coi Thúy Nga nhảy. Chị, ủa rồi chị đi Nhật là chị đi mấy ngày vậy? Chị đi mấy ngày chị hát rồi chị về. Không, chị đang đi Nhật này, chị đang Nhật hả? Không, chị ngừng ở Nhật quá cảnh, gọi là quá cảnh. Xong chị về Việt Nam đúng không? Chị quá cảnh đi Nhật. Đúng rồi, em chuẩn bị cho cái live show nè. Chị bây giờ là suốt ngày ở Việt Nam làm chương trình quy mô hoành tráng. Bây giờ này mà chị Như vậy là em rất là vui nha chị Như. Quý vị biết không là em mới vui. Cảm ơn em rất kỳ vậy, tại vì từ thuở bé giờ em chỉ thích nghe nhạc của chị thôi đó. Em nói chị tới bây giờ em vẫn chưa thay đổi được cái người mà thần tượng của em đó, em nói chị rồi đó. Chị làm cái gì chị làm, chị đừng cái làm cho em buồn nha chị Như. Có một thời gian là có một thời gian là chị Như Quỳnh bị mất ngủ thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà giờ ngủ lại ngon quá. Từ cái mất ngủ của chị mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Nhưng mà chị Như bây giờ là chị ngủ được rồi. Nên chị hát hay lắm như chim vậy. Là chị Như chứ có tình yêu nên chỉ là ngủ ngon. À. Không có tình yêu là bảo ngủ không có đẹp. Mai mốt giờ tôi chạy ngon đây làm show. Người tình và quê hương 12 người tình phải không? Chị muốn show 12 người tình phải không? Em có biết một trong số người tình đó của chị, trời nhức đầu lắm nha chị ơi. Có sao nói vậy trời ơi nha. Ủa chứ sao chị có hâm cái chuyện mà đưa live show đưa 12 người tình. Chị Như là sẵn sàng làm, quan trọng là mấy ông nó có chịu dám ngồi không? Ngồi chứ. Nếu mà những ông mà ổng cũng ăn nó ok không sao đâu, đây là một kỷ niệm nhật ký của Như Quỳnh thì họ vẫn ngồi chứ. Đây nha quý vị ơi, bây giờ là bây giờ trở lại vấn đề, đây là có ca sĩ Như Quỳnh trên làn sóng thì tour Nhật Bản Hàn Quốc, gọi là mình có ngàn là tour Nhật Hàn, thì sẽ có sự hiện diện của nữ ca sĩ Như Quỳnh trong live show tại Nhật Bản cũng Thúy Nga và Quang Lê. Thì rất mong là quý vị hãy gọi ngay cho hotline cô Thảo, đó là 714-749-7896, 714-749-7896. Nếu gọi cô Thảo không được thì gọi cho Quang Lê 714-299-6687. Còn ai mà muốn mua yến, mua trái cây, sầu riêng Thúy Nga, bưởi bà Nga, chả ốc bà Nga, bánh bột lọc bà Nga, đưa lên. Nhan trầm bà Nga thì hãy điện thoại 279-279-62 Nga đi phát đồ cho vô gia cư mọi người. Mọi người không liên lạc được cái số này của em thì hãy nhắn tin nhanh siêu nhân 714-653-8028 chị. Chị ơi em giờ em giống như là muốn ăn là kiệt sức rồi đó. Bây giờ sao đây? Sao chị? Chị ơi chị có nhớ trái cây em không? Bữa hôm chị ăn rồi lâu quá chị chưa ăn lại, chị có nhớ không? Trời ơi, hôm nay có vú sữa ngon lắm chị ơi. Em một lần mà em nói nghe một câu rất là. Em nói câu gì? Em nói em không tính tiền mà chị giận em hả? Em không còn nữa.
Ủa có thiệt hả? Không, chị Như mua mà Nga nói em hết nè. Em nói chị, em nói hết rồi chị. Ủa thiệt hả? Đừng nói chị hỏi xong cái em nói là hết rồi hả? Có luôn hả? Chị buồn hết sức luôn. Không, chị, kỳ này chị qua đi, em sẽ có tất cả cho chị, em sẽ hứa chị là em sẽ giữ hàng cho chị chứ không hết nữa. Kỳ này thì hàng có ế nên là vẫn còn nguyên, chị cứ yên tâm. Bây giờ còn có 19 thùng mà. Quang Lê lấy thùng rồi, còn 18 thùng. Ừ. Chị, trời ơi, kỳ này có vú sữa ngon lắm. Kỳ đi xe Tesla màu đỏ từ anh tỷ lắm đó nha. Ủa, xe Tesla thôi mà chị. Chị biết bây giờ nó mới xuống giá 10.000 nữa kìa. Ồ, chết. Mất chết. Kìa. Tôi định nói chết mẹ nhưng mà lên sóng không nói được. Tôi nói hình như tặng được ở đây cũng được. Trời ơi, nghe cái làm mới xuống 10 ngàn nữa. Chị nói sơ là chị chúc mừng Nga nha. Cứ như vậy công việc đều đặn rồi nhớ công tác trở lại nghệ thuật nha Nga. Dạ, em hứa chị em sẽ trở lại. Tại vì giờ này em cứ bị cơm áo gạo tiền buôn bán đó chị. Cảm ơn chị Như Quỳnh. Rồi em sẽ gọi cho cái cậu làm việc để mà gửi giấy tờ để mà làm cho chương trình này. Em hơi chậm tại hôm nay đang live, chúng rồi xong là em gửi liền nha. Ồ, công nhận chương trình live của ta. Chị nhiều cái sân chơi lại cho hai người. Ok, cảm ơn chị yêu. Chúc chị chuyến bay tốt đẹp nha. Bye chị yêu. Bình thường quá à. Trời ơi, thích chị Như Quỳnh lắm. Ê, luôn á. Quý vị thấy không, Thúy Nga thấy là Lê chịu chơi không? Làm một cái tour du lịch 12 ngày 11 đêm mà mời hẳn hai ngôi sao. Thúy Nga hài. Tôi nghĩ là Nga mà đi trên cái chuyến xe bus với khán giả là khán giả sẽ vui lắm. Ừ, bể bụng. Nhưng mà em là em không lấy taxi anh đâu. Nhưng mà cái ngày đó anh bán được nhiêu tô anh gửi tiền để em giữ. Rồi em giữ hết luôn em đi. Em quản lý tiền cho anh tại em làm vợ anh mà. Đúng vậy, Nga giữ đi. Má cười khói. Giữ nuôi con. Má cười. Má cười, má khói luôn á. Má nghe tin giao tiền hết trời cho nghe. Má vui. Chị là của chồng công vợ. Lần đầu tiên má nghĩ, ủa sao con lấy được tiền của trai hay vậy, má ngưỡng mộ. Không, một cái sầu riêng con Nga ơi. Ngon không? Cho tôi ăn miếng để tôi ăn, kèm. Ăn đi Lê, ăn đi. Ủa, không ăn đi. Có chứ, để hát. Cho Lê ăn không miếng tiếp sức. Thôi hát cho má bài nữa, má muốn nghe kìa. Thôi ăn miếng đi rồi hát. Bây giờ Nga quảng cáo gì đi. Không, trong quá trình ăn thì em quảng cáo trầm Đài Loan với quý vị. Ba hũ 100 đồng mà mua một hộp 72 nụ là chỉ có 35 đồng mọi người ơi. Trầm nó thơm mà nó thoảng nhẹ, nó không khói trong nhà. Và mình đốt trầm như vậy thì nó sẽ tốt, cái năng lượng tốt nó sẽ vào nhà và nó xua những cái là tà ma đi ra khỏi nhà. Đây, sẵn đây em mới nói mọi người, cái kem Đài Loan nó kem nám với lại cái kem mà nắng đó, của Đài Loan nó tốt quá mọi người. Trời ơi mọi người tin không, Nga mới bán không bao nhiêu đó mà tất cả những người mà họ xài họ khen. Nga ơi, chị thích cái kem này quá, đánh thích quá em ơi, sáng ngủ dậy cái mặt quá đẹp luôn nha. Thì đó mọi người biết rồi đó, nghe nói là sản phẩm của Đài Loan nó cực tốt. Các con hãy vui cười mãi mãi và cầu nguyện luôn luôn. Cầu nguyện như thế nào cho đúng phương pháp. Rồi các con, tất cả các nhà thờ đều dạy phương pháp cầu nguyện rất hay. Mà má thích nhất là phương pháp cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Thủy. Rất là tuyệt vời, dễ hiểu, dễ thấm, dễ thành công theo cầu nguyện theo kiểu của Mục sư Nguyễn Thủy. Hãy nhớ các con, nói chúc các con như vậy. Nói chung là hãy cầu vui cười mãi mãi và cầu nguyện luôn luôn nha. Dạ. Được không? Dạ, dạ được ạ. Ừ, rồi. Con cầu nguyện hoài chứ má, ngày nào bán ế là con ra cầu nguyện bán đất. Các con là những người rất là vui cười, rất là đùa giỡn, nhưng mà má nói dặn các con. Cảm ơn hôm nay rất là vui là má đã vào cái live stream này. Tại vì hay tin có Quang Lê. Chứ bữa giờ Nga live stream má đâu chịu xuất hiện đâu Lê. Má vẫn ngủ. Nhưng mà hôm nay là Lê đến vì là má Nga xuất hiện. Thì má nói những cái lời vàng ngọc rất là hay. Để má dạy dỗ con và Quang Lê và mọi người ở đây. Thì rất là cảm ơn má. Nãy giờ tụi con run quá không biết má dạy gì. Lo quá, lo ôm nhau để cho bớt run. Giống như là ban giám khảo chấm điểm hai. Thì mình cũng nghe kết quả thì thấy không. Đây Nga cũng kể chuyện với mọi người. Trước khi kể chuyện cái câu chuyện tụi Nga sắp đi Nhật là một cái chuyến đi rất là hoành tráng nha. Một chuyến đi hoành tráng mà đi tới 12 ngày 11 đêm đúng không anh? 12 ngày 11 đêm. 12 ngày 11 đêm mà đi trong một cái chương trình rất là quy mô. Wow. Có chị Như Quỳnh nè, có Quang Lê, có Thúy Nga. Mà hồi trước là mình đi trên tàu. Nhưng mà sau đó là Quang Lê quyết định là đổi ý, cũng chiều theo khách.
hàng và chiều theo Thúy Nga luôn. Thúy Nga nó thôi đi trên cầu lên lên trên nước mà lâu lâu người ta thả mình xuống đi chút mình lại lên tàu. Thì Nga không thích lắm, Nga nói là Nga muốn xuống bờ Nga đi nhiều hơn. Thì Nga sẽ kết hợp Nga đưa Lê đi nhiều chùa. Mình viếng thăm các cảnh chùa ở bên Nhật Bản rất là đẹp. Và một điều nữa là mình sẽ được đi tham quan nhiều nơi hơn. Mà kỳ này đi Nhật Hàn đúng không bà con? Đi Nhật Hàn không anh? Coi như là 7 đêm Nhật, 4 đêm Hàn. 7 Nhật 4 Hàn. 4 Hàn. Đúng vậy. Và đặc biệt bên Hàn mình có một cái đêm gala dinner, một đêm ca nhạc, tôi mời hai nhạc công từ Việt Nam, một cây đàn violin, một cây đàn guitar từ Việt Nam bay sang Hàn để đàn cho khán giả mình nghe thôi. Bữa giờ là khán giả ngẩn ngơ không biết giá tiền nhiêu, giờ anh cho cái điều giá thì cũng cho mọi người. Nói chung là cái giá thì rẻ lắm, bây giờ là quý vị muốn giá là quý vị gọi cho Quang Lê cũng được. Số Quang Lê số mấy nhớ? Số Quang Lê là 714-299-6687. Nga biết là về sinh nhật là nổi tiếng cái món gì không? Món gì? Thịt bò Kobe. Có không? Thì tôi làm một đêm khán giả nhé, ở thành phố Kobe, ăn bò Kobe Nhật Bản. Có Kobe ở trời sao điều này mới nghe luôn á. Nhật Bản ăn sushi. Sushi mà có bò Kobe nữa. Cái gì hả? Kobe là nổi tiếng nhất của Nhật chứ. Cái mà biển đây, mà biển đó. Ủa, có thử thịt bò Úc. Ủa, Nhật có bò Kobe nữa hả? Thì mọi người đi cái chuyến này thật sự lâu lắm, đang đi Nhật với Hàn Quốc quý vị. Hàn Quốc thì nghe chưa đi lần nào luôn. Kỳ này được kết hợp đi Nhật với Hàn Quốc rồi nghe nó đã gì đâu luôn mọi người. Thì cái tour như vậy là anh Lê vẫn chưa có cái giá nữa anh Lê. Mình đã có giá rồi nhưng mà mình không công bố lên đây. Bây giờ sẽ gọi để mà được cái giá đó. Lịch trình là đã chốt rồi quý vị nha. Quang Lê rất hân hạnh làm việc với hai công ty du lịch lớn nhất Nhật Bản và Hàn Quốc. Wow. Nghĩa là mình không có làm với những cái công ty mà mình không biết được. Đây là những công ty họ có 82 trụ sở trên 82 quốc gia thế giới. Thì đó Lê còn tác với những cái công ty lớn nhất, mặc dù mình tốn kém một chút nhưng mà mình bảo đảm được là chất lượng. Quang Lê đã có lịch trình rồi, là mình khởi hành từ ngày 27 là mình đi từ Los Angeles nha. Mình sẽ ở Nhật 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Rồi ngày 4 tháng 4 mình qua Hàn. 4 tháng 4 mình qua Hàn, mình ở tới 5, 6, 7. Rồi ngày 8 tháng 4 mình lại kết thúc chuyến đi. Mình về lại Mỹ là trọn vẹn là 12 ngày 11 đêm. Xuống gì trời? Từ cái tour mà trên tàu mà đổ xuống một cái ngoạn ngục vậy đó hả? Thì trong tour này là khách sạn từ 4 sao đến 5 sao. Ồ, mà được ăn thịt bò Kobe đúng cái gì? Ăn bò Kobe. Nghe có tưởng là Hàn Quốc, ai chỉ có Nhật Bản là chỉ có sushi, ai vậy có thịt bò Kobe luôn. Ăn một cái buffet của Hàn Quốc, ở trong đó là có canh xương, có sườn này, có đầy đủ hết. Ngon vậy? Mà ăn bên Hàn luôn mới lạ, ăn mùi xuân. Nga biết là Hàn Quốc nó có cái món canh mà bỏ đá lạnh quý vị. Món canh giá, xong rồi cay cay. Không biết nấu cái gì nhưng mà trong đó bỏ đá lạnh rất là ngon. Nói chung lại là canh xương nó ngon lắm. Nga không biết cái canh nó canh mẹ gì. Bây giờ tôi sẽ yêu cầu cái món canh xương này, tôi đem cục đá nó tôi bỏ cho bán. Ôi đồ, hay quay quảng cáo cho bên công ty Hàn Quốc mà quay ở tại Thái Lan mà trời nóng đó nha. Tự nhiên cái ăn trưa nó mang ra cái nồi canh. Trời, trong đó tôi thấy đá lạnh đủ cái gì vậy? Ăn đá lạnh là sao ăn? Nhưng mà lúc đó mình ăn mình mới biết nó ngon là cái gì ơi, ngon lắm. Đây bây giờ là trong lúc chờ đợi lấy số phone của cô Thảo thì quý vị có thể gọi cho Quang Lê 714-299-6687. 714-299-6687. Số trực tiếp của Quang Lê sáng đi. Nhớ gọi cháy máy. Nên là nó cái sự mình phải tạo cái sự thân thiện như khán giả mình tạo cái sự mật thiết lúc ban đầu mình để
mình mà muốn gần gũi khán giả mình nên chia sẻ những cái gì mà gần gũi. À, tôi báo cáo cho Nga biết là trong cái chuyến đi của mình là có hai hoa hậu đi. Ai vậy? Đã gọi và nói chung là hai chị này đẹp mà đẹp vô cùng đẹp. Ôi đẹp quá, tôi đi tôi mắc cỡ lắm. Một chị thì có chồng, một chị thì độc thân. Cha gì hả? Tôi không có nói tên được mà tôi xin giấu tên, nhưng mà hai chị rất đẹp. Hoa hậu luôn. Hoa hậu mà hai chị nói là: em ơi bây giờ em đi đâu chị đi đó, em đi Nhật thì chị đi Nhật, em đi Hàn chị đi Hàn liền. Hai chị đó mê anh đó rồi anh bỏ em đó nha. Có hai chị đó là chuyên môn mua trái cây của Nga đó. Chị dễ thương lắm, chị nói là chị qua phía Nga mua sầu riêng, mua cái gì cũng mua. Cái chị coi live stream, chị thích hai đứa, cái chị muốn đi du lịch với hai đứa. Ồ vậy à, rồi Nga nhớ. Chị đó có gọi điện thoại cho Nga luôn. Có nói Lê ơi, Nga ơi, chị muốn đi cái chuyến tour với em với Quang Lê rồi, nhớ rồi. Là trả tiền full rồi. Trả tiền xong luôn rồi đó hả? Xong rồi, và bây giờ tự nói là Quang Lê tự quyết định em đi nước nào chị đi nước đó. Rồi, em cứ lấy tiền chị bao nhiêu cũng được, chị không tiếc tiền với em. Thì đó hai bà nó cao leo nghêu đi. Kỳ này chắc tôi đi cái giày cao gót 20 phân đi chặt hai bà quá. Nó chứ tình hình là hai bà đẹp quá mà, nên là mình phải chặt chém người ta chứ. Ồ. Mọi người nhớ nha, phải đi cái chuyến Nhật Bản này nha, tại vì có chị Như Quỳnh, Thúy Nga với Quang Lê, mọi người rất là đông vui, mà giá thì rất là phải chăng. Đồ uống sữa má ngon, ngon dễ sợ ngon. Bây giờ quý vị ơi, quý vị nhớ nha, khi mà đi tour của cái Quang Lê qua Nhật Bản Đài Hàn thì quý vị phải mang áo dài. Áo dài gì? Thì mình đi trên nước, mình đi trên quốc tế, nhưng mà mình sẽ có một cái buổi mà chụp hình mặc áo dài Việt Nam trên đất nước Hàn hay Nhật gì cũng được. Như vậy nó có kỷ niệm. Có điều kiện gì khác không? Kìa là gì nhắn nhau không hiểu. Có điều kiện gì khác là sao nhắn không hiểu. Ngon quá ngài, cái cũng sữa ngon. Sữa mỏng mà, mỏng giòn. Cho cái ăn này phải không? Ừ, trái của Lê đó. Ngon quá. Ngon lắm. Nó vừa ngon mà vừa ngọt mà vừa thanh. Mà mỏng bỏ ha. Nó thanh cao. Mà làm một cái live stream mà 1 giờ vẫn còn đứng đây. Đứng đi cái chú hãy quay cái đồng hồ đi rồi biết cái phần. Cái live stream khủng khiếp quý vị. Em live stream em cũng live trễ lắm, nhưng mà em out rất sớm nha. Lần đầu tiên live với Quang Lê mà không còn sức để đi nữa. Sáng nhiều em nha. Sáng mà đi phát đồ cho vô gia cư. Sao tôi thấy bà sức lực của Nga đâu mà tôi thấy Nga làm á, Nga làm còn khủng khiếp hơn tôi nữa. Nga cái gì mà hôm nay live stream 1 giờ cái sáng 6 giờ cái đi cho đồ nữa hả? Đâu 9 giờ. Nhưng mà cũng quá mệt. Mệt chứ. Nhưng mà bây sức giờ, đâu mà ngày rồi tại vì cái ngày đó là cái ekip mọi người rảnh nghỉ làm thì mới đi một mình nha, sao Nga đi được. Đi là phải có đó, bây giờ quên là nhắc lại anh Tuấn Cảnh, bị anh còn nhớ hay không nữa đó. Nga đi với anh Tuấn Cảnh, bố Xuân Mai đây, bố bé Xuân Mai Thành Đồng đây. Lê là Nga không dám rủ rồi, tại nhiều lúc Lê ở nhà dạ đi tới chiều chưa thấy mở mắt ra luôn. Không, chiều buổi sáng lại cũng đi được đâu. Không, em biết mà. Hôm nay rất là cảm ơn mẹ của con đã thức thâu đêm suốt sáng đến 1 giờ sáng để live stream và ra chụp hình. Cũng chỉ vì mẹ mê Quang Lê thôi, mẹ mới thức dậy, chứ thường mẹ Nga là ngủ sớm dữ lắm. Cảm ơn hai con. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ thắt thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái. Em như đó. Lời mẹ êm ái như đông lúa chiều rì rào. Tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng triền miên. Mẹ. Mẹ ơi. Bây giờ con ngồi hố nhỏ. Mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ Nga đó không có bao giờ make up, không bao giờ xài son phấn, nhưng mà da đẹp. Nhưng mà được cái bước ra ngoài công chúng phải có cái răng. À. Không có cái răng là không chịu xuất hiện, không có cái răng là không bao giờ nở nụ cười. Đúng rồi. Tại vì mẹ Nga là người phụ nữ thích không đó chứ tội lắm, hồi trẻ đi học. À. Lái xe đó, à. Đạp xe đi học. Cái vừa học mà vừa đi mà vừa nghĩ trong đầu làm bài đó. Cái dốc hòn đá, cái xe đổ xuống. Thế là cái bà kia, bà lai đứa con 2 tuổi, bà lao không? Gãy hai cái răng. Cổng sau trường đại học Bách Khoa. Thương lắm. Nên là sau đó là mẹ Nga đeo răng giả. Cái hồi đó Nga điều, Nga nói má đi làm mấy cái răng trồng vô luôn. Trồng vô cái cùng nó ra, nó phá hết hàm răng trên má Nga ra. Trời ơi, giờ Nga xót, Nga tiếc quá trời.
xin lỗi mẹ, con đã phá hàm răng của mẹ. Không phải, là do con dẫn má đi với cô đó, chẳng phải bác sĩ, cũng chẳng phải kỹ thuật viên. Cô sẽ đừng dẫn cả dẹp áo ra nữa. Nhưng mà lỡ gần nhà răng, má súng rồi má đừng nha. Nghĩa là cái cô đó làm bậy cho nên cái răng tiêu luôn. Thì đó chung là nghĩa là tao không biết implant là dạng trồng răng á. Không, ta mài cái răng nhỏ quá hư luôn cái răng, mục luôn cái răng của người ta luôn. À nghĩa là mài cái răng nhỏ xong để nhát cái đúng rồi. Nên là tôi uất hận cái vụ đó lắm, nói chung là má tôi cũng bị cái kiếp nạn đó do tôi thấy Lê Giang làm đẹp quá tôi suýt. Trùng tên tôi, cô là đề cái phạm. Thôi má, mà đừng đọc số điện thoại địa chỉ, không nên, để cho người ta sống. Thôi để cho người ta sống má. Bây giờ má vô ngủ nha. Mấy năm mà. Mười mấy năm chứ người ta vẫn hoạt động nghề nghiệp. Quang Lê đúng là trai xinh nhưng đừng mà hát thật. Nói cái miệng tươi, nhìn cái miệng tươi. Dễ thương lắm má, hiền lành, hát dễ thương. Chân chất. Lâu lâu có nghịch ngầm nghịch cái là má nhịn ra luôn. Huế mà, đến Huế thì dạ. Chấn chất thôi. Huế chấn chất lắm. Miền Trung. Thì đó, miền Trung là mà thích rồi. Bữa nào con đưa mẹ lên thăm mẹ Quang Lê. Mẹ Quang Lê khỏe mạnh này con đưa mẹ lên. Rồi, ok. Rồi chúng ta bye bye cái clip này nha. Bye bye. Cảm ơn hôm nay một cái buổi. Cảm ơn anh Du luôn nha anh Du. Ok. Đó tới 1 giờ sáng một luôn nha. Tới anh là tới. Lần đầu tiên Quang Lê ở lại tới 1 giờ sáng vẫn chưa chịu về Lê ơi. Về đi tái đừng ở đây. Con nhận mà tái mình tiền keo mà tái ăn nóng. Nóng không má? Nóng. Nóng là do là nóng tại vì đứng gần con nó hơi nóng. Tay ấm đó, tay ấm là tốt đó mẹ. Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng nhau tỏa sáng kim cương cùng Thúy Nga và tìm hiểu thêm một số cơ hội không thể tuyệt vời hơn tại tiệm Kim Hoàng BJ Luxury Jewelry. Bạn đã sẵn sàng để trúng thưởng cùng chương trình bốc thăm hấp dẫn này chưa? Mua kim cương giảm giá tới 50%, trang sức cao cấp Italy giảm giá 65%. Đến ngay tiệm BJ Luxury Jewelry nằm trên lầu Thương Xá Phước Lộc Thọ. Và giải thưởng siêu VIP chính là một chiếc nhẫn kim cương US1 trị giá đến 5.000 Mỹ Kim. Wow, nghe mà choáng váng quá đi. Ngoài ra còn 10 giải thưởng đặc biệt hấp dẫn khác đang chờ đợi quý vị. Ngày sổ phiếu chính là vào dịp Thanksgiving ngày 25 tháng 11 năm 2023. Live stream trực tiếp với Thúy Nga, trang sức kim cương giảm giá đến 65% vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 9. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, hãy điện thoại cho Philip qua số điện thoại 714-473-8244 hoặc 714-726-9911. Hãy tỏa sáng kim cương cùng với nghệ sĩ Thúy Nga tại BJ Luxury Jewelry.